Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo IC Introduction C Vocabulary từ vựng. Ở phần này, em sẽ học về cách mô tả ngoại hình của một người, describing people. Number one, look at the photos of famous film characters. Match them with the names below. What film do they appear in? Do you know who the actors are? Hãy nhìn vào những bức tranh về những cái diễn viên, những cái nhân vật trong phim nổi tiếng. Hãy nối họ với tên, những cái tên trong phim của họ ở bên dưới. Họ xuất hiện ở trong bộ phim nào? Bạn có biết diễn viên đó tên là gì không? Thế đây chúng ta có tổng cộng là 5 nhân vật. 5 nhân vật tương ứng với 5 bức tranh. Và những cái tên ở dưới này là tên nhân vật trong phim của họ. Rồi, vậy đây chúng ta sẽ có number big picture A is Katniss Everdeen. Ok, đó là nhân vật Katniss Everdeen. Picture B is Newt Scamander. Ok, picture C, a very famous character, Jim Bones. Ok, Jim Bones. And picture D is Black Widow. And picture E is Maleficent. Ok, so ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các nhân vật nhé. Chúng ta xem phim nhiều chắc chắn là những nhân vật này không còn quá xa lạ với các bạn rồi. Vậy thì đây cô gợi ý trả lời về một nhân vật như sau. Katniss Everdeen is the main character in Hunger Games. She is Jennifer Lawrence. Katniss Everdeen là nhân vật chính, nữ chính trong bộ phim có tên là The Hunger Games, cuộc chiến khát máu, đúng không? She is Jennifer Lawrence. Cô ấy tên là Jennifer Lawrence. Ok, vậy thì chúng ta hãy tìm xem Jim Bond ở ngoài đời là nhân vật nào hóa thân, diễn viên nào, tương tự như các trường hợp khác các bạn nhé. Number 2, mark the sentences beginning with 1 to 4 with the endings A to D. Then mark the descriptions with 4 of the characters in exercise 1. Hãy nối các câu bắt đầu từ 1 đến 4 với kết thúc từ A đến D. Sau đó em hãy nối cái mô tả hoàn thiện với một trong 4 nhân vật ở bài số 1. Tức là mỗi mô tả thì tương ứng với một nhân vật. Bây giờ chúng ta sẽ nối cái phần về trước với về sau trước nhé. Has got long brown hair. Có mái tóc nâu dài. She's wearing, cô ấy đang mặc. Vậy thì cái nhân vật có mái tóc nâu dài ở đây thì có hai nhân vật, đúng không? Như bạn này dài và bạn này xoăn, nhân vật này xoăn. Vậy thì cô ấy đang mặc cái gì? Khả năng là bức chợ A, ok. Or a brown jacket and a black t-shirt. Mặc một cái áo khoác nâu và một cái áo phông màu đen, đúng không? Vậy thì là picture A, ok. Is she wearing? Chúng ta sẽ chọn là B nào. Và đó chính là Katniss Everdeen, ok. Number 2, has got long wavy hair, she's wearing. Có mái tóc dài và xoăn, cô ấy đang mặc một cái gì đó, đúng không? Vậy có mái tóc dài và xoăn ở đây chỉ có một nhân vật là D, ok, Black Widow. Cô ấy đang mặc a black jacket and black trousers. Áo khoác đen cũng như là quần đen, đúng không? Vậy chọn là ở đây là nhân vật Black Widow. Ok, Widow, và em chọn A. Number 3, has got short curly hair, she's wearing. Có mái tóc xoăn và ngắn. Có mái tóc xoăn và ngắn, anh ấy đang mặc. Vậy mái tóc xoăn và ngắn, đúng nào? Xoăn và ngắn ở đây chỉ có một nhân vật nữ, nam thôi. Đó là B, Newt Scamander. Ok, Newt Scamander, chúng ta điền trước vào đây. Newt Scamander. He's wearing a waistcoat, a bow tie and a long coat. Mặc một cái áo khoác trong này, ngắn này, một cái áo khoác ngoài dài này, lại thắt cà vạt nữa. Vậy đây chúng ta sẽ chọn là D, ok. Picture number 4, has got short fair hair, he's wearing. Có mái tóc sáng màu ngắn. Ông ấy hoặc là anh ấy đang mặc một bộ vest và thắt một cái cà vạt. Còn nhân vật cuối cùng đó là Jim Bones, ok.
Okay, and he's wearing a suit and a tie. Okay. Number three, add the other dips below to the table. Note the order of the other dips. Hãy thêm các tính từ bên dưới vào bảng, lưu ý trật tự của tính từ. Đúng nào? Ở đây chúng ta có các tính từ như sau. Để mô tả tóc, chúng ta có các cái tính từ như sau. Black, màu đen, brown, màu nâu, fair, sáng màu, red, đỏ, long, dài, medium length, độ dài trung bình, straight, thẳng và wavy là lượn sóng. Vậy chúng ta hãy cùng điền các thứ vào đây nhé. Theo thứ tự trật tự của tính từ, đó là chiều dài trước này, sau đó là phong cách tóc này, và cuối cùng là màu sắc. Vậy đây chúng ta cùng điền nhé. Người ta đã điền cho mình từ short, chúng ta gạch đi này, từ short, từ curly rồi từ hair. Ok, ở đây người ta đã điền không có trong bảng. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ có tiếp chiều dài, sẽ có là long. Ok, long, chiều dài thì có long. Tiếp theo chiều dài nữa chúng ta có medium length, chiều dài trung bình. Medium length, chiều dài trung bình. Tiếp theo về màu sắc dễ hơn, chúng ta sẽ điền từ black và từ red. Ok, màu đen này và màu đỏ, đúng nào? Black and red, màu đen và màu đỏ. Và phong cách tóc, ở đây có thêm cả màu nâu nữa đúng không các bạn? Màu nâu nữa. Màu nâu thì có brown. Ok, brown. Về phong cách thì chúng ta sẽ có làm phong cách tóc ở đây ví dụ như là straight, wavy, thẳng này, đúng không? Straight, wavy, straight, wavy. Okay. Number four, working pairs. How many different items of clothing can you write down? Include all the ones. In exercise 2, put them into group A and B below. Làm việc theo cặp, có bao nhiêu cái loại quần áo bạn có thể viết được ở đây? Hãy bao gồm toàn bộ những cái xuất hiện trong bài số 2 nhé. Và tiếp theo là sẽ xếp chúng vào các nhóm A, B ở bên dưới. Ở đây chúng ta phân loại quần áo gồm hai loại: top half, tức là phần nửa trên, tức là từ thắt lưng hất lên, và B, bottom half, tức là từ thắt lưng hất xuống, tức là chân của chúng ta đấy. Vậy đây chúng ta về top half, chúng ta có jacket, áo khoác này, shirt, đúng không? Áo sơ mi. Ngoài ra thì chúng ta còn có t-shirt, áo phông, đúng không? Chúng ta đưa các từ bài số 2 nhé. T-shirt, suit, bộ vest, tie, cà vạt, coat, áo khoác, đúng không? Always cold. Okay, chúng ta có thể thêm các từ nhé, không giới hạn từ. A bottom half include trousers, quần dài này, shoes, okay, giày này, đúng không? Ở đây thì nó hơi ít các cái đồ ở dưới thì chúng ta thêm, ví dụ như là shorts, thêm tất chẳng hạn. Shorts, trainers, đúng không? Giày tập thể thao, trainers, ok. Tiếp theo shorts, shorts, ok, quần ngắn đấy, quần đùi. Number 5, in your notebook, write a description of some of your classmates. Trong vở của bạn, hãy viết mô tả về một vài người bạn của bạn. Thì đây chúng ta sẽ nói dựa trên cái gợi ý ở trên nhé. Ví dụ là My best friend is Lan. Ok, she is, chúng ta mô tả nhé. She is tall. Chúng ta thêm gợi ý đi. She has got long black hair. She's wearing a t-shirt and shorts. Okay, mặc áo phông và quần đùi. Number 6, speaking. Tell the partner what clothes you usually wear when. Hãy nói với bạn của bạn là bạn bạn thường xuyên mặc đồ gì khi. Các bạn
You are at school. Khi mà bạn ở trường, đúng không? Thì mình sẽ trả lời là when I were. When I am at school, I usually wear uniform. A uniform. Tôi thường mặc đồng phục chẳng hạn. Okay. B. When I go out with friends, I usually, when I go out with friends, I usually wear t-shirt, okay? Tôi thường mặc áo phông and shorts và quần đùi. When I am relaxing at home, I wear pyjama, okay? Đồ ngủ ở nhà, okay? Và tình huống cuối cùng, đúng nào? Tình huống cuối cùng, when I do sport, I often wear sportswear and trainer, okay? Mặc đồ thể thao và giày tập thôi, okay? Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Sau bài học này, em hãy luyện tập thật nhiều để biết cách mô tả ngoại hình của một người nhé. Hẹn gặp lại các em.